Những ngày gần đây, thông tin về việc Hà Nội gia tăng các bệnh hô hấp do adenovirus gây ra không khỏi làm chị Phương lo lắng. Gia đình chị có hai con nhỏ, đều ở độ tuổi từ 3 đến 8, đối tượng chủ yếu thường bị virus tấn công. Dù đã cho con tiêm đủ các mũi vaccine cần thiết và dạy con khá kỹ về cách phòng tránh bệnh, nhưng chị vẫn cảm thấy băn khoăn, nhất là khi các con đã bước vào năm học mới. Ban đầu thì tôi cũng hơi hoang mang một chút bởi vì con thì vẫn đang ở trong độ tuổi rất là nhỏ ấy, mà con lại sinh hoạt học tập hàng ngày ở môi trường học đường thì tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ cũng không tránh khỏi được việc mà có sự lây nhiễm. Thì mình thường xuyên mình nhắc các con là phải rửa tay bằng xà phòng thật là sạch sẽ. Ngoài ra thì cái bữa ăn của con ấy thì mình rất là chú trọng để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho các con. Đặc biệt là mình rất là chú tâm về việc là cho con được tiêm phòng đầy đủ để cho con có được một cái lá chắn bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Nỗi lo lắng của chị Phương cũng là nỗi lo chung của nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ. Thời tiết giao mùa của Hà Nội đang tạo điều kiện cho nhiều chủng virus, trong đó có adenovirus gia tăng. Số bệnh nhi khám và nhập viện tăng vọt, nhiều bệnh viện cả tuyến cơ sở lẫn tuyến trung ương đều đã quá tải. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng này là không bất thường và người dân không nên quá lo lắng. Adenovirus là một cái virus mà lưu hành rất là phổ biến ở trên thế giới và người ta tính chung là nếu mà chúng ta đến 10 tuổi thì hầu như là tất cả dân số trên thế giới đều đã nhiễm ít nhất một lần cái virus này. Nếu mà chúng ta trong nhà chúng ta có người thân mắc một trong số các biểu hiện, có thể là biểu hiện của tình trạng viêm kết mạc, biểu hiện của đường hô hấp hoặc biểu hiện của đường tiêu hóa mà các triệu chứng của chúng ta hoàn toàn nhẹ thì chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi và điều trị tại nhà. Và khi đến viện, nếu mà có chẩn đoán ra thì chúng ta cũng không phải quá lo lắng, bởi vì chẩn đoán ra thì đó là một cái yếu tố thuận lợi để giúp cho chúng ta có thể điều trị được tốt hơn. Vậy làm thế nào để dịch bệnh adenovirus không bùng phát? Đây là vấn đề mà nhiều nhà trường đang cấp bách thực hiện. Một tháng gần đây, công việc của bà Quang, cán bộ y tế lâu năm tại trường mầm non này có phần bận rộn hơn. Các học sinh có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi sẽ được bà theo dõi sát sao trong ngày và thông báo về cho phụ huynh để có hướng điều trị. Thay vì phun khử khuẩn một lần một tuần, trường đã tăng tần suất tổng vệ sinh và sát khuẩn bằng chloramin B từ 2 lần một tuần. Học cụ và đồ chơi cũng được bà và các cô giáo lau dọn khử khuẩn thường xuyên. Trường học là cái nơi tập trung đông các cháu, mà hàng ngày các cháu lại chơi đồ dùng đồ chơi cùng nhau và hàng ngày sinh hoạt cùng nhau nên cũng dễ mắc bệnh. Chính vì thế cho nên là thì lớp học là phải được lau chùi hàng ngày, ngày 3 lần, là trước khi các cháu đến trường, sau khi ăn và sau khi các cháu ra về. Như là nhà vệ sinh thì phải được lau chùi khô, thoáng, không để nước ứ động và không để có mùi hôi. Chúng tôi luôn lồng ghép các cái nội dung bảo vệ sức khỏe của mình cho các em bé trong nhà trường, đặc biệt là các em bé từ 3 đến 5 tuổi vì các em lúc bấy có cái khả năng và ý thức gọi là tự phục vụ. Thế còn đối với các bé nhỏ hơn dưới 3 tuổi thì cái tự phục vụ của các con thì còn hạn chế, thì nhà trường thường xuyên là vệ sinh khử khuẩn và vệ sinh cá nhân cho trẻ rất là chặt chẽ, cũng như là tăng cái cường cái dinh dưỡng cho trẻ. Vì thế mà sĩ số của học sinh đi học rất là đảm bảo, đạt tới 95% về tỷ lệ chuyên cần. Với những bệnh truyền nhiễm mà đến thời điểm này vẫn chưa có vaccine, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu như là các bệnh viêm hô hấp do adenovirus gây ra, thì việc ngăn chặn và phòng tránh nguồn lây chính là cách duy nhất để chúng ta có thể giúp cho dịch bệnh không bùng phát. Các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cần phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, trang bị cho các em những hành trang cần thiết để bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa.